Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ hai, 8 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay bão Beryl đã nhập vào tiểu bang Texas, đặc biệt là vùng Houston, làm cho tổng cộng gần 3 triệu căn nhà bị mất điện, nhiều doanh nghiệp và nhà ở coi như là bị cúp nước luôn. Và nước dâng cao làm ngập nhiều nơi. Đây là cái cơn bão mà dữ dội cấp 1. Và cũng may mắn lên buổi trưa ngày hôm nay thì xuống còn chỉ có gọi là bão nhiệt đới mà thôi. Tuy nhiên các nhà giới chức cầm quyền đây cho biết là cũng phải mất nhiều ngày mới có thể khôi phục được cái điện ở đây. Và cho đến nay thì tính ra cơn bão thì cũng không có dữ dội mấy. Ban đầu nó chỉ là cấp 1, nó không bằng cái cấp 5 mà trước đây đã từng tàn phá khu vực vùng vịnh Mexico, vùng biển Caribe trước đây. Hiện tại thì theo báo cáo của chính quyền cho biết là có 3 người bị thiệt mạng ở tại Texas. Và như vậy tính ra cơn bão đi từ tháng 5 đi qua vùng biển Caribe, như vậy làm cho tổng cộng 8 người thiệt mạng. Phó thống đốc Dan Patrick cho biết là chúng ta vẫn chưa thoát qua cái nỗi nguy hiểm. Trong khi đó thì thống đốc Rick Abbott của tiểu bang này thì đang không có ở tại tiểu bang. Và ông cũng gửi ra thông điệp cảnh báo là sẽ còn nhiều cái nguy hiểm nữa và căn dặn người dân đừng có ra đường. Tôi có một người quen làm ở sở cảnh sát Houston sáng nay cho biết là anh phải đi làm và phải ký cái giấy là nếu mà chính quyền kêu di tản thì những nhân viên thành phố không được di tản mà phải ở lại làm việc để giúp cho thành phố khôi phục lại. Thị trưởng John Wimmer của thành phố Houston thì cho biết là có tổng cộng 3 người bị thiệt mạng. Trong đó có một người lái xe và bị kẹt ở dưới cái gầm freeway cho nên bị ngập nước và chết. Còn hai cái vụ chết kia thì chưa cho biết lý do gì. Tổng cộng là 3 người. Thì một vài ngày nữa thì bên Houston sẽ còn gặp khó khăn rất là nhiều. Và các giới chức của Harris County đã bao gồm cả cái vùng Houston đó, thì họ cho biết là bây giờ có khoảng 10 cái cột điện bị đổ và nhân viên điện lực bây giờ đang tìm cách khôi phục lại càng sớm càng tốt. Đó là cái thông tin liên quan bão Beryl nhập vào tiểu bang Texas sáng ngày hôm nay. Liên quan đến sức khỏe của Tổng thống Joe Biden, thưa quý vị, chắc quý vị cũng biết hôm thứ Sáu vừa rồi ông đã có cuộc phỏng vấn 22 phút với lại ký giả George Stephanopoulos của đài ABC. Trong đó thì người ta vẫn hoài nghi về cái sự minh mẫn của ông Biden. Trong đó thì ký giả Stephanopoulos có hỏi ông Biden là ông nghĩ ông có nên đi khám sức khỏe tâm thần không? Thì ông né tránh câu hỏi này, cuối cùng bị dí của ông bảo là không cần, bởi vì mỗi ngày tôi làm việc, tôi tiếp các lãnh đạo, tôi làm việc người dân, tôi tiếp lãnh đạo thế giới, tôi vẫn tỉnh táo, không có vấn đề gì cả. Thì tại sao là phải thử cái tinh thần của tôi, cái sự minh mẫn của tôi? Đó. Thì trong khi đó thì bên phía Cộng hòa bắt đầu dí vào cái chuyện này. Đó. Và sáng nay ở tại Tòa Bạch Ốc, thì trong cái cuộc họp báo giữa bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, thì đã có cũng bị báo giới dí cái chuyện này. Họ nói là yêu cầu bà này cho biết là tại sao mà trong cái hồ sơ thời khóa biểu Tòa Bạch Ốc đó, thì cái ông bác sĩ Kevin O'Connell đó là bác sĩ riêng của Tổng thống Biden đó, có tiếp bộ bác sĩ về thần kinh 8 lần. 8 lần tất cả. Đó. Ông này là ông bác sĩ Kevin Canat. Thì bà Jean-Pierre thì không có nói tên ông này. Nhưng mà người ta cứ hỏi là tại sao không cho coi cái chuyện này, mà họ muốn coi cái hồ sơ xem là tại sao. Tiếp cái ông bác sĩ này là chuyên về Parkinson, cái bệnh mà run tay rồi kia, bệnh mà run đó, cũng ảnh hưởng đến trí nhớ đó. Thành ra là giữa bà Jean-Pierre và đã có một cuộc trao đổi rất là dữ dội với lại báo giới ở trong toàn ốc sáng ngày hôm nay, thì làm cho người ta càng nghi ngờ hơn nữa. Thì trong cái đó thì sáng ngày hôm nay luôn, dân biểu James Comer của Đảng Cộng hòa thì bang Kentucky là chủ tịch ủy ban giám sát đã gửi thư cho bác sĩ Kevin O'Connell, tức là bác sĩ riêng của ông Biden, yêu cầu ông này ra điều trần, ông này không chịu, họ biết là ông này sẽ không điều trần. Nhưng mà họ cho ông này đến ngày 14 tháng 7 trả lời với ủy ban, họ muốn là ủy ban này phỏng vấn riêng ông, tức là không có public. Đó. Để họ muốn hỏi xem là cái bản báo cáo hồi tháng 2 vừa rồi của ông này nói rằng ông Biden 81 tuổi sức khỏe rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Bây giờ họ đang thắc mắc là ông lấy cái gì mà ông xác định cái chuyện đó. Tại vì những gì trong những ngày qua, đặc biệt là sau cái vụ mà tranh luận với ông Donald Trump hôm 27 tháng 6, người ta nghi ngờ sức khỏe của ông này. Đó.
ông Kevin O'Connor là một dạng bác sĩ gia đình từ cho ông Biden từ hồi 2009, tức là lâu nay khi mà ông Biden còn làm thượng nghị sĩ cơ, trước khi làm phó tổng thống. Mà ông O'Connor này cũng là bác sĩ lâu năm cho gia đình của ông Biden, những người trong gia đình Biden là đều do ông này khám, ông này lo coi về sức khỏe. Thì bây giờ ông này là bác sĩ riêng trong tòa cao ốc, thì người ta muốn biết cái chuyện này như thế nào. Thì dân biểu James Comer đã gửi thư cho ông Kevin O'Connor hôm Chủ nhật, tức là ngày hôm qua, nhưng mà chưa thấy ông này trả lời. Bây giờ, tức là bây giờ báo giới dí chuyện này của ông Biden là coi tinh thần nó có minh mẫn hay không, có đủ để mà làm tổng thống, có đủ khả năng điều hành đất nước không. Thứ hai nữa là bên Cộng hòa tại Hạ viện bây giờ đang dí công Kevin O'Connor kêu ra khai cái chuyện này để họ muốn tìm hiểu xem như thế nào. Là thậm chí là họ còn nói nếu mà ông Biden không đủ sức là họ sẽ yêu cầu nội các sử dụng thu chính nhánh số 25 là thay thế coi như là cho bà Kamala Harris, tức là phó tổng thống, lên thay thế ông Biden luôn. Mà ông Biden cho đến phút này thì ông bảo không, tôi chẳng vấn đề gì phải khám cả. Thì bây giờ cũng đang là cái chuyện gây tranh cãi vô cùng. Sang qua tình hình quốc tế, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, ngày hôm qua tới 60, gần 60% cử tri Pháp đi bầu, quá đông. Và đã có một cái tín hiệu rất là tốt cho người dân Pháp, đặc biệt là phe cấp tiến. Ngày cái vòng bầu cử vòng 1 cách đây hơn một tuần đó, thì phe cực hữu họ thắng lớn. Và người ta nghi là cuộc bầu cử ngày hôm qua là có thể là phe cực hữu thắng luôn của bà Mary Le Pen. Nhưng mà cuối cùng cũng may mắn là cái người cấp tiến họ mừng quá là phe cực hữu không có thắng lớn. Mà là bây giờ cái chính phủ của Pháp là nó ba phe, phe cực hữu, phe tả và phe trung dung. Đó, thì không có cái đảng nào mà lấy được đa số phiếu tuyệt độ quá bán để mà thành lập chính phủ. Thì sáng nay cái ông thủ tướng của Pháp đó là ông đã nộp đơn lên tổng thống Emmanuel Macron để ông từ chức để lập chính phủ mới. Nhưng ông Macron không chấp nhận, ông bảo để từ từ coi như thế nào. Thì có thể là cái đảng của ông về nhì sẽ liên minh với cái đảng khác lập ra chính phủ, tức là ông vẫn kiểm soát chính phủ, không để cho bà Marine Le Pen lên là kiểm soát. Thì đây nó cũng là cái chuyện mà khá bất ngờ, bởi vì người ta nghĩ rằng là bây giờ bên châu Âu đó càng ngày càng cái phong trào mà cực hữu nó càng gia tăng, nhất là sau khi ông Donald Trump lên thắng cử Mỹ năm 2016, thì cái mục tiêu mà gọi là dân túy đó nó được truyền bá sang bên châu Âu, và nhiều nước ủng hộ, chẳng hạn như là Hungary, Serbia đó, thậm chí một số phong trào cánh hữu bây giờ nó nổi lên và thắng một số cuộc bầu cử trong thời gian qua. Thì Pháp là cái nước mà lớn thứ nhì châu Âu, người ta lo ngại là cực hữu mà tăng một cái cánh này là bài di dân, không chấp nhận bất kỳ di dân vào cái nước của họ. Thành ra cái kết quả bầu cử ngày hôm qua bên Pháp nó làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người ta sợ rằng là cánh cực hữu lên nó sẽ thay đổi, mà thay đổi nước Pháp là thay đổi cả châu Âu luôn. Trong khi đó thì trước đó một tuần người biết bên Anh cũng đã có cuộc bầu cử, cái đảng bảo thủ bị mất lần đầu tiên trong 14 năm, thua cái đảng lao động. Đảng lao động cũng là đảng cấp tiến luôn, bây giờ họ lên nó nắm quyền. Còn bên Pháp đó thì tại vì trước đó có cuộc bầu cử Liên Âu, nghị viện châu Âu, thì cái phe cấp tiến bị thua, phe bảo thủ. Thành ra Macron nó lo ngại, thì ông mới chơi bây giờ cho tổ chức bầu cử lại, bầu cử quốc hội đó, thì với hy vọng là gây khó khăn cho phe bảo thủ. Thì đúng là nó gây khó khăn thì cái đảng của bà Marine Le Pen là không có thắng lớn, nhưng nó thắng lớn là coi như là bà sẽ làm thủ tướng, sẽ gây khó khăn cho Macron vô cùng. Đó. Sang qua tình hình tại Đông Nam Á, thưa quý vị, Nhật Bản lần đầu tiên ký hiệp ước quân sự với Philippines trong lúc Philippines đang có căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Sáng ngày hôm nay, cái hiệp ước này nó gọi là hiệp ước tiếp cận, gọi là qua lại đôi bên đó, tức là bên này tiếp cận bên kia. Thì theo hiệp ước này đó là quân đội Nhật được quyền tham gia các cuộc tập trận mà có bắn đạn thật với lại Philippines. Ngược lại Philippines, quân đội Philippines được quyền tham gia tập trận với Nhật. Thì cái hiệp ước này sáng nay được ký giữa ông Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là Gilberto Teodoro và Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật đó là ông Yoko Kamikawa, trước sự chứng kiến của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Ông Kamikawa nói cái hiệp ước này là một cái bước, gọi là một cái thành tích quan trọng trong việc mà quốc phòng giữa hai quốc gia này. Thì các giới chức của Philippines và Nhật nói rằng cái hiệp ước này ký là để bày tỏ cái sự mà quan tâm rất là quan trọng đối với những cái sự mà gia tăng cái hành động mà hung hãn và nguy hiểm của Trung Quốc, đặc biệt là cái bãi Cỏ Mây trong thời gian qua. Và quý vị biết ngày 17 tháng 6 đã có một cuộc đụng độ mà bên phía Philippines tố cáo là cảnh sát biển Trung Quốc đã đi qua bên tàu Philippines rồi cầm dao hăm dọa này kia,
rồi cho tàu đâm vào làm một thủy thủ của Philippines bị mất ngón tay. Thì vùng này đang tranh chấp giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Thì cái vụ đó trước tôi có kể cho quý vị nghe đó, là bên ông Bộ trưởng Quốc phòng Teodoro đã bảo là cái chuyện này là không thể chấp nhận được. Và ngày 4 tháng 7 vừa qua ông nói là nếu sắp tới Trung Quốc mà làm mạnh thì quân đội ở Philippines sẽ hành động. Trong cái đó thì ông Tổng thống Ferdinand Marcos thì có là muốn làm dịu tình hình, như bảo cái này chắc là hiểu lầm vân 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 vân. Nhưng mà ngày hôm nay họ đã ký hiệp ước này rồi. Tức là trong tương lai là Nhật sẽ được quyền tham dự các cuộc đấu tập trận với lại Philippines. Thì đây là lần đầu tiên mà Nhật ký hiệp ước này với một quốc gia Đông Nam Á. Trước đây vào năm 2022 họ đã ký với Úc, và năm 2023 đã ký với Anh hiệp ước quân sự này. Đây là lần đầu tiên ký một quốc gia Đông Nam Á. Thì ngay lập tức sáng ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Lin Qiang đã phản ứng. Ông nói rằng là vùng châu Á Thái Bình Dương không cần một cái liên minh quân sự như thế. Chưa kể là những cái liên minh nho nhỏ sẽ gây bất ổn và tạo ra một cuộc gọi là chiến tranh lạnh mới. Và ông cũng nhắc đến Nhật Bản với cái vai trò mà trong đại diện chiến, ông nói là Nhật đã từng là đô hộ và đưa quân đi chiếm các nước Đông Nam Á, trong đó có cả Philippines. Và ông Lin Qiang nói như thế này: Nhật phải nên nhớ nghiêm túc là những gì họ đã làm trong lịch sử, đó là xâm lăng các nước khác trong lĩnh vực mà an ninh và quân sự. Đó, ý nói là mấy nước này đừng có chơi Nhật. Nhật qua ngày, Nhật đã từng chiếm đóng, quý vị, Nhật ngày xưa chiếm đóng Philippines, Việt Nam và các thứ đó, đại khái như thế. Thì thưa quý vị, đây sẽ là một cái điểm nóng ở tại Đông Nam Á. Tức là sau khi Mỹ đã được Philippines mở thêm 4 căn cứ quân sự cho Mỹ tiếp cận vô, chứ đây là có 5 rồi, bây giờ có thêm 4 là 9, mà trong 4 cái mới nhất thì 3 cái là ở cái đảo Luzon ở phía bắc của Philippines giáp gần Đài Loan, và cái thứ tư là ở đảo Palawan gần Trường Sa. Thì bây giờ tới phiên Nhật là có hiệp ước quốc phòng với lại Philippines thì chắc chắn Trung Quốc không hài lòng với chuyện này. Đó. Sang qua tình hình Việt Nam thì thưa quý vị, sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam đã cho biết là ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can Trương Huy Sang, tức là Oxin Huy Đức, một Facebooker nổi tiếng, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Thì báo chí trong nước dẫn tin từ cuộc họp báo thông tin tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Công an diễn ra sáng ngày hôm nay, thì cho biết thêm là nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng bị bắt tạm giam trong cái vụ này. Thì theo cơ quan điều tra, Bộ Công an cho biết là ông Trương Huy Sang và ông Trần Đình Triển đã có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Thì tại cuộc họp báo này, ông Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng là Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an còn dọa rằng là cơ quan an ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật và khuyến cáo người dân không nghe theo cũng như chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Thì cái vụ này chắc quý vị còn nhớ, ngày 1 tháng 6 được loan đầu tiên trên Facebook của Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, tức là cô gái Đồ Long, cho biết là ông Huy Đức bị khám nhà, bị bắt. Thì sau đó 6 ngày thì Bộ Công an xác nhận chuyện này và bây giờ là chính thức truy tố ông này. Ông này là trước đây làm việc cho báo Tuổi Trẻ, một số tờ báo khác trong nước. Ông này nổi tiếng với cuốn sách là Bên Thắng Cuộc. Thì trong cái trước cái ngày mà ra tuyên bố này thì hôm 7 tháng 6, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ cũng đòi Việt Nam trả tự do và hủy bỏ mọi cáo buộc nhắm vào nhà báo Huy Đức. CPJ cho biết là không được cập nhật diễn biến mới về vụ bắt giữ cho đến hôm 6 tháng 6. Lúc đó, trong lúc Bộ Công an chưa chính thức công bố cái tin này, thì đại diện cái tổ chức CPJ cho biết là chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức công bố nơi họ giam giữ nhà báo Trương Huy Sang và trả tự do trong vô điều kiện. Nhà cầm quyền Việt Nam phải ngừng đối xử với các nhà báo như tội phạm và trả tự do tất cả các nhà báo đang bị ngồi tù oan. Đó là tin liên quan đến ông Huy Đức. Và cuối cùng, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, cảng Cam Ranh Việt Nam đã đón nhận hai cái tàu. Thứ nhất là soái hạm USS Blue Ridge, là soái hạm hạm đội 7 của Mỹ, và tàu tuần duyên Watcher cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày và sẽ thăm lực lượng hải quân và tuần duyên Việt Nam cũng như là giao lưu. Thì cái Blue Bridge này đó là soái hạm, tức là soái hạm tức là cái hạm đội chính trong cái chiến hạm chính trong cái hạm đội đó, để bảo vệ hàng không mẫu hạm đó. Có chiều dài 194 mét, rộng 33 mét, cao hơn 8 mét, có lượng giãn nước là hơn 19.000 tấn,
tốc độ tối đa là 20 hải lý một giờ. Đây là những cái, một trong những tàu chỉ huy lớp Blue Ridge lâu đời nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Và theo báo Việt Nam cho biết là tàu có hệ thống máy tính và thông tin liên lạc tối tân, hiện đại, bậc nhất thế giới, được ví là bộ não trong hoạt động tác chiến xa bờ quân đội Mỹ. Tàu Blue Ridge cũng từng ghé thăm Việt Nam hai lần vào các năm 2009 và 2012, kể từ sau khi Hoa Kỳ Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Thì ra đón tàu có đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Mark Rapper và bà tổng lãnh sự Susan Burn ở tại Sài Gòn. Còn bên phía tỉnh Khánh Hòa thì có phó chủ tịch thường trực của tỉnh. Và theo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết là chuyến thăm này góp phần duy trì quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ. Và cũng có giao lưu luôn trong 5 ngày từ 8 đến 12 tháng 7. Đó. Thì họ sẽ giao lưu cùng lực lượng vùng 4 Hải quân và cảnh sát biển vùng 3, rồi chơi thể thao, trao đổi chuyên môn các đơn vị hữu trách quốc phòng Việt Nam, giao lưu tiếng Anh, thăm các cơ sở bảo trợ trẻ em và người yếu thế. Đó là theo phía tòa đại sứ Mỹ thông báo như thế. Cái điểm đặc biệt là chúng ta thấy Việt Nam với chính sách đu dây vẫn tiếp tục rất là hiệu quả sau khi là đón Tổng thống Joe Biden của Mỹ vào tháng 9 năm ngoái, rồi sau đó đón ông Tập Cận Bình vào tháng 12, và mới đây vào tháng 6 thì đón ông Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Và sau khi ông Putin vừa về thì họ đón ông Daniel Kittenbrink là phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Nam Á Thái Bình Dương sự vụ và từng là đại sứ của Mỹ tại Việt Nam. Thì và bây giờ lại đón hai cái tàu của Mỹ vào. Đó. Thì cái tàu Blue Bridge này đó, nó đến Việt Nam như tôi nói hồi nãy đó, hai lần trước đây, 2008 và 2012 là lúc đó, 2012 lúc đó là vào cảng Đà Nẵng. Vào cảng Đà Nẵng hai lần. À, nhưng mà ít ai biết là cái tàu này đã từng tham chiến Việt Nam. Đặc biệt là mùa hè đỏ lửa, tham gia cái trận đánh lấy lại cái cầu Mỹ Chánh là cái ranh giới ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Lúc đó cái trận đánh này dữ dội lắm. À, coi như bên phía Việt Nam Cộng Hòa tôi không nhớ bao nhiêu người chết, mà lúc đó bên cộng quân phía Bắc đánh họ mà lấy lại và đẩy lại và lấy lại cái tỉnh Quảng Trị, cái phần mà giữa với tuyến 17. Thì lúc đó bên cộng quân là hơn 1.700 người hy sinh ở đây. Thì năm 2017 đó, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đó, thì họ có làm cái đài tưởng niệm kỷ niệm 1.752 chiến sĩ hy sinh ở đây. Cái đài tưởng niệm này cao 21 mét, có một bia thờ liệt sĩ rộng 180 mét vuông, và họ tổ chức thả hoa trên sông Âu Lâu. Sông Âu Lâu là cái sông ở Quảng Trị. Thì cái cầu Mỹ Chánh là cầu bắc qua sông Âu Lâu, sông Âu Lâu cũng là gọi là sông Mỹ Chánh luôn. Xin bác có thuật cho coi cái laptop của tôi có những cái hình vào năm 2017. Họ đã có tổ chức cái lễ đó, tưởng niệm 1.752 chiến sĩ của miền Bắc hy sinh ở đây. Đó, đã thấy vòng hoa này, đó họ mang xuống, nó thả xuống sông Âu Lâu này. Đây là sông Âu Lâu đây, đây là cầu Mỹ Chánh. Quý thấy đó là cầu Mỹ Chánh, cái cầu này là trên quốc lộ 1. Đó. Đây là từng là cái nơi đánh nhau dữ dội hồi mùa hè đỏ lửa. Thì lúc đó cái tàu Blue Bridge ấy, là theo cái lịch sử đó là ở ngoài bắn hỏa pháo bắn hỏa pháo để hỗ trợ quân lực Việt Nam Cộng Hòa lấy lại cái tàu này, lấy lại cái cầu này. Và lúc đó đó, sau cái trận đó đó, thì vào ngày 28 tháng 6, ông Nguyễn Văn Thiệu là tổng thống miền Nam Việt Nam lúc đó có lên cái tàu này, thăm cái tàu này và gặp phó đề đốc Holloway và đô đốc Garrett và tướng Miller để mà cảm ơn cái tàu này. Trên màn hình quý vị thấy là cái hình ông Nguyễn Văn Thiệu lúc đó lên là ngày 28 tháng 6. Và lúc đó ông Thiệu cũng tặng cái huy chương cho tàu này, gọi là Việt Nam Service Medal, nó mang tính ngoại giao mà thôi đó. Rồi cũng trong cuộc chiến Việt Nam vào thập niên 70 thì cái tàu này cũng đậu ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ để rà mìn, quét bom mìn để cho cái tàu của Mỹ đi vào trong đó. Thì đây là cái lịch sử chiến tranh Việt Nam. Như vậy là cái tàu Blue Bridge này đã từng tham chiến ở tại Việt Nam, bắn hỏa pháo vào cộng quân cho quân đội miền Bắc trong cái trận mùa hè đỏ lửa. Rồi bây giờ chính cái tàu Blue Bridge này năm 2008-2012 trở lại Việt Nam và ở Đà Nẵng, và bây giờ trở lại Cam Ranh. Đó. Thì nó cho thấy là một cái chương chiến tranh khốc liệt cho hai bên. À, bây giờ cái tàu này bây giờ trở lại Việt Nam, mà ít ai biết là ông Thiệu đã từng lên cái tàu này. Đó, bây giờ thấy trên màn hình cái tàu đó. Thì nó cho thấy là Việt Nam và Mỹ bây giờ là càng ngày càng khăng khít. Họ bỏ qua những cái dị biệt trong cuộc chiến Việt Nam. À, hai bên như thế, và bây giờ họ tiến đến bình thường hóa quan hệ ngoại giao và rồi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong khi đó thì họ cũng vẫn tiếp tục là chơi với cả Nga và cả Trung Quốc rất là đầy đủ. Đó. Thì sau khi đón ba siêu cường về thì bây giờ quan hệ
hai bên có vẻ như đang dần dần bình thường trở lại. Nếu có thời gian dài là Việt Nam thỉnh thoảng cứ đón tàu của Mỹ vào cảng Đà Nẵng, cảng Cam Ranh. Trước đây có cả cái tàu vào Cam Ranh là có cả Bộ trưởng Quốc phòng Leo Panetta đến thăm nữa. Và gần đây nhất hồi cách đây một năm, hơn một năm thì cái hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cũng vào cảng Đà Nẵng. Và tất cả những cái này nó có thể là dấu hiệu tốt cho Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là vào ngày 26 tháng 7 tới đây thì Mỹ sẽ tuyên bố là có lấy Việt Nam ra khỏi danh sách 12 quốc gia có nền kinh tế phi thị trường hay không. Đó. Nhưng mà mới đây vào ngày 21 tháng 6 thì có 37 vị dân biểu Mỹ lại tiếp tục gửi thư cho Bộ Thương mại phản đối chuyện này, yêu cầu Mỹ không rút Việt Nam ra khỏi đây, bởi vì nói rằng là Việt Nam vẫn còn có những cái chuyện mà thu nhập hàng hóa Trung Quốc, rồi nghĩa là để cho Trung Quốc đội lốt là make in Việt Nam rồi xuất cảng sang Mỹ, cũng như là vấn đề bắt bớ những nhà đấu tranh vân vân vân. Thì trước đây đó vào tháng Giêng nó có 31 vị, trong đó có một số thượng nghị sĩ nữa cũng gửi thư phản đối cái chuyện này. Rồi 31 cộng 37 là coi như gọi là gần 70 mạng cho giới chức dân cử Mỹ phản đối chuyện này rồi. Mà tuy nhiên cái vụ này thì lại được cái tập đoàn bán lẻ của Mỹ ủng hộ đó, thì không biết là hai bên sẽ đấu đá như thế nào. Nhưng mà theo cái chiều này thì chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Nhưng mà đây là cái sự kiện mà cái tàu Dubris là xoáy hạm của hạm đội 7 vào thăm Cam Ranh, mà Cam Ranh là quân cảng ngày xưa trong thời chiến tranh Việt Nam, mà sau này thì Nga sử dụng 20 năm. Đây nó nhắc lại cái chuyện là quá khứ trong đó. Thì như tôi nói đó, quá khứ tàu Mỹ là ngày xưa đóng ở Cam Ranh, và cái xoáy hạm Dubris này đã từng là tham chiến ở Việt Nam và từng bắn vào cộng quân của Việt Nam, tức là quân đội miền Bắc. Thì bây giờ lại là tiếp đón cái là thủy thủ quân đội miền Bắc của chúng ta kẻ thù. Đó, đại khái như thế. Thì đó là những câu chuyện đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào những kỳ sau.